Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình tư vấn pháp luật của báo Lao động. Kính thưa quý vị, nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ ngạch dự bị của quân đội nhân dân. Vậy trước khi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2025, công dân cần lưu ý những gì và để thông tin chi tiết tới quý vị độc giả. Chúng tôi có cuộc trò chuyện với luật sư Nguyễn Đoàn, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Xin kính chào quý vị khán giả của báo Lao động. Vâng, xin trân trọng cảm ơn luật sư đã nhận lời tham dự chương trình của Báo Lao Động ngày hôm nay. Thưa luật sư, trước khi tham gia nghĩa vụ quân sự, thì công dân phải thực hiện khám sức khỏe. Vậy thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho đợt nhập ngũ năm 2025 được quy định từ ngày nào ạ? Căn cứ theo quy định tại Điều 40 của luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, thì thời gian khám nghĩa vụ quân sự sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm. Thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho đợt nhập ngũ năm 2025 kể từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Công dân cần chú ý về việc nhận giấy khám sức khỏe, nghĩa vụ quân sự và thực hiện khám sức khỏe đúng thời gian theo quy định ghi trong giấy. Vậy thì khi đã đủ điều kiện nhập ngũ, công dân sẽ tham gia nghĩa vụ quân sự vào thời điểm nào ạ? Căn cứ theo quy định tại Điều 33 của luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì lịch đi nghĩa vụ quân sự năm 2025 sẽ được uh, thực hiện một lần vào tháng 2 hoặc tháng 3 của năm 2025. Trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng an ninh thì uh, được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân lần thứ hai. Uh, công dân cần căn cứ vào lệnh gọi nhập ngũ của địa phương để thực hiện đúng thời gian nhập ngũ. Vâng ạ, vậy thì công dân sinh năm nào sẽ hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự năm 2025 thưa luật sư? Theo quy định thì đối với trường hợp mà không có đi học hoặc trình độ đào tạo cao đẳng, đại học thì được tạm hoãn. Thì độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự sẽ được kéo dài từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Khi đó thì năm sinh hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự năm 2025 sẽ là. À, công dân sinh năm 1998 trở về trước và công dân sinh năm 1999 đã đủ tuổi trước thời gian thực hiện khám nghĩa vụ quân sự năm 2025, tức là từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Trường hợp mà công dân đi học ở trình độ đào tạo cao đẳng hoặc đại học thì được tạm hoãn à, độ tuổi nhập ngũ à, được xác định đến hết 27 tuổi. Khi đó năm hết năm sinh hết tuổi Đi nghĩa vụ quân sự sẽ là công dân sinh năm 1996 trở về trước và công dân sinh năm 1997 đã đủ tuổi trước thời gian thực hiện việc khám nghĩa vụ quân sự năm 2025 như tôi đã nêu ở trên Trường hợp công dân sinh năm 1997 và 1999 vẫn nhận được giấy khám sức khỏe vẫn phải chấp hành lệnh gọi trở về địa phương để thực hiện lệnh khám này Thực sự thì công dân học xong đại học thì có phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2025 hay không ạ? Như tôi vừa phân tích ở trên thì trong trường hợp mà công dân đã hoàn thành học tại các cơ sở đào tạo trong đó có đại học nhưng chưa hết 27 tuổi thì vẫn có thể được gọi nhập ngũ. Vậy thì thời gian đi nghĩa vụ quân sự năm 2025 được quy định như thế nào ạ? Theo quy định ở tại Điều 21 của luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 về thời gian phục vụ tại ngũ trong thời kỳ của hạ sĩ quan hoặc binh sĩ sẽ là 24 tháng, Bộ trưởng Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không quá 6 tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau. Thứ nhất, đó là để đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Thứ hai là đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn. Theo quyết định nêu trên thì thời gian đi nghĩa vụ quân sự năm 2025 là 24 tháng và có thể kéo dài không quá 6 tháng nếu như thuộc trong hai trường hợp vừa nêu. Lưu ý là thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan binh sĩ trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được thực hiện theo lệnh tổng động viên hoặc động viên quốc bộ. Nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ thiêng liêng, vẻ vang của công dân. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp tìm mọi cách để trốn tránh nghĩa vụ này. Vậy thì trốn nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử phạt như thế nào thưa luật sư? Đối với việc đối với hành vi trốn nghĩa vụ quân sự thì căn cứ theo quy định tại khoản 7 điều 1 nghị định số 37 năm 2022 nghị định chính phủ thì người có hành vi vi phạm về nhập ngũ sẽ bị xử phạt hành chính. Thứ nhất là trong trường hợp mà không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng thì mức phạt có thể lên tới 30 đến 40 triệu đồng. Thứ hai là hành vi gian dối nhằm trốn tránh việc thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe, nghĩa vụ quân sự và đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định thì có thể bị xử phạt từ 40 đến 50 triệu đồng. Thứ ba, đó là không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ trừ các trường hợp vừa nêu thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 50 đến 75 triệu đồng. Như vậy thì công dân có hành vi trốn nghĩa vụ quân sự thì có thể bị xử phạt hành chính mức cao nhất lên đến 75 triệu đồng. Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính thì người trốn nghĩa vụ quân sự có thể chịu trách nhiệm hình sự về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự cụ thể theo quy định tại Điều 332 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 thì người nào không chấp hành đăng ký nghĩa vụ quân sự lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này mà chưa được xóa án tích lại còn vi phạm thì có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Đặc biệt nếu mà có thêm các tình tiết tăng nặng à, trách nhiệm hình sự như là tự ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình hoặc phạm tội trong thời chiến hay lôi kéo người khác phạm tội thì mức phạt à, à, tù có thể là từ 1 đến 5 năm. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của luật sư Nguyễn Đoàn kính thưa quý vị nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tư vấn pháp luật ngày hôm nay xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại